vào xem lại buổi báo giá giúp em ạ. Các bác xem em có tiếng chưa? Em chào anh cơ khí nhá, anh vừa rồi thì là không có tiếng là vì em đứng cạnh cái xe mà em hay đi. Xong là kết nối Bluetooth vào xe thế là nó kết nối luôn vào trong xe, hỏi sao không có tiếng. Các anh vào chia sẻ lại giúp em nhé. Cái xe đấy hôm qua là đi chơi thế là kết nối Bluetooth, thế là nó kết nối luôn vào máy. Hôm qua đi chiếc xe này đi chơi này, đi chiếc bán tải đi chơi, thế là đứng ngay đầu xe bán tải, thế là nó kết nối vào Bluetooth thì là không nghe thấy tiếng luôn, nó cứ nói ở trong xe. Dạ em cảm ơn anh Nguyễn Tưởng nhé. À, anh Nguyễn Trưởng ạ. À, em xin phép được quay sang cam sau một chút này. Quay sang cam sau luôn đi. À, đi dọc bãi một chút cho khách hàng nhà mình xem này. Em về thêm rất rất là nhiều xe. Vừa rồi nó bị bắt Bluetooth vào trong cái xe đấy nên là. Em chào tất cả các anh nhá. Các anh Hùng Đức này, anh Duy Mạnh này. Vừa rồi là vì nó, em hôm qua này, hôm qua là đi xem đá bóng, xong là đi chiếc bán tải này đi, xong là bật Bluetooth lên ở trong xe là nghe nhạc bay nhảy, nên đứng ngay đầu xe nó bắt luôn Bluetooth vào, hỏi sao không có xe, à không có nghe tiếng này. Lại về thêm khách hàng nhà mình một mẫu xe bán tải máy dầu 2 cầu này, Isuzu. Đời 2016, đăng ký là 2017, cuối 2017 rồi. Đẹp đến lỗi mà lốp sơ cua còn chưa hạ. Nhiều bác cứ hỏi là sao dạo gần đây về nhiều xe đẹp thì về một số lý do là sẽ là SEA Games. SEA Games thì bao giờ cũng có ít nhiều là lên đời xe này. Rồi có một lý do gì đấy lại bán xe này. Đấy các bác nhìn này, cũng là mẹc nhưng nhìn nó chất lắm luôn. Về thêm một em mẹc. Lại về thêm mẹc đấy ạ. Hôm qua sau khi một cuộc đá bóng xảy ra thì có một bác nào đấy mà đã bị toang. Toang luôn là đi cùng bồ ấy sao đúng không ạ? Chào bác Trần Luyện nhá, đây này rất là nhiều xe nhá. Hyundai Getz này về thêm này, CDX này, bán tải Navara này, sò bắc tập nái này, Vios lại về thêm nữa này. Đẹp quá, 63 Hiền Hồ. 63 Hiền Hồ của người ta là 13 tỷ nhưng mà 63 của em thì chỉ không đến 100 triệu anh ạ. Em sẽ quay luôn cho khách hàng nhà mình xem này. Em chào anh Giang Hân này, anh Trần Luyện này, anh Nguyễn Trưởng, anh Hùng Đức và anh Vân Khương, anh Nguyễn Vương nhá. Các anh chia sẻ lên giúp em ạ. Vừa rồi thì một chút sự cố nên là nó bị ấy, ở Hải Dương bắt đầu mưa nhá. Một siêu phẩm bán tải Nissan Navara đời 2018 số tự động. Em đang bán là 550 triệu. Đây là chiếc Navara bản nhập khẩu này. G63 một chút nữa em sẽ quay nhá anh Giang Hân nhá. Số tự động. Máy dầu. 550 triệu. Số tự động một cầu nhập khẩu đấy, bản này là 2.5 đấy ạ. Nissan Navara số tự động một cầu máy dầu 2.5, giá chào bán là 550 triệu. Bán tải về thêm rất là nhiều luôn ạ. Anh Luân Nguyễn chia sẻ lên giúp em nào. Ở đây thì có cho mình một chiếc Spark tập lái này. Spark van đăng ký 2 chỗ ngồi. Đăng ký này là giống như đăng ký xe tải đấy ạ các bác ạ. Để chở hàng, chở người rất là ok luôn. Giá chỉ có 85 triệu, điều hòa thì mát lạnh cho em. Spark van 85 triệu. Màn hình giải trí đầy đủ nhưng mà hơi bé một chút. Ghế da thì hai màu đẹp căng này. Ghế da đẹp căng luôn ạ. 85 triệu thôi ạ. Innova lại về thêm nữa nhé. Em chào bác Hiếu này. Đây G63 của bác đây. Người ta là G63 là mười mấy tỷ nhưng G63 của em thì không đến 100 triệu. Có trả góp. Anh Đại Phát ơi, có trả góp anh nhé. Trả góp thì anh cứ chọn cho em đời từ 2015 trở lên. Và giá trị của xe là trên 300 triệu thì em sẽ hỗ trợ trả góp cho mình được ít nhất là 50% ạ. Em chào anh Trung Kiên này. Ít nhất là 50% là trả góp được. Ôi mưa rồi. Đây là một chiếc CDX nhập khẩu số tự động đời 2009 này. Giá chào bán 245 triệu. Vì là hơi mưa nên là em xin phép được quay nhanh bên ngoài để vào trong nhá. Ở đây thì có một chiếc Vios này. Vios này chỉ có 100 bao nhiêu tiền nhỉ? 185 triệu đời 2009 này. Vios màu đen. Đầy đủ cho em rồi này. Màn hình giải trí này.
185 triệu anh nhá. Em chào anh Tạ Duy. Ôi mưa. Ở đây có Kia Morning 215 triệu đời 2016 này. Morning em chạy đây. À mưa to quá. Ôi chạy mưa to quá. Chết rồi. Chào anh các anh nhá. Có thân em. Mưa to quá rồi các anh ơi. Xinh hơn hôm qua. Hôm qua làm gì có nai đâu anh. Này, ở đây thì em xem này. Bán tải em đứng từ xa một chút vì hơi mưa. Chạy nè. Một chiếc bán tải Ford Ranger đời 2014 số tự động. Bản này cũng là nhập Thái cho em này. Bán tải 440 triệu. Nhập Thái. Bình thường Thái Lan trong mắt em là rất là mạnh mẽ luôn. Nhưng mà hôm qua thì hơi yếu một chút. Nhưng mà không sao cả. Xe bán tải Ford Ranger nhập Thái này 440 triệu đời 2014. Còn ở đây thì em có cho mình bán tải Isuzu máy dầu. Một chiếc D-Max sản xuất năm 2016 này. Nhưng mà đăng ký lăn bánh là tháng 12 2017. Tức là gần như là sang 2018 rồi. Mà em nó đẹp đến nỗi mà lốp sơ cua còn chưa hạ nhá. Cam hành trình, màn hình giải trí đầy đủ cho em. Đi cực chất luôn. Y10 em có anh Phan nhá, anh Hoàng Chuyện ơi. Dưới 100 triệu còn đi được cả mẹt cơ anh nhá. Spark tập lái 85 triệu và 95 triệu. Còn mẹt em có một chiếc xe mẹt còn chỉ có bao nhiêu tiền nhỉ? Dưới 100 triệu thôi. Y10 em có anh nhá. Đợi em một chút tại vì nó bị mưa anh Đại Phát ạ. Nó bị mưa giờ mà em nhau thôi. Y10 sợ nó vào cái điện thoại nó bị hóng mất. Cho anh xem. Dạ. Đợi em một chút nào. Ôi mưa quá. Ở đây em có một chiếc xe Hyundai Y10 bản hatchback 1 đầu đời 2016 bản nhập khẩu đây ạ. Giá chào bán là 230 triệu. Trang bị động cơ là 1.0 thôi ạ. Y10 màn hình giải trí OLED rồi. Có tổ hợp phím bấm chân vô lăng. Ghế da hai màu rất là đẹp luôn. Đây ạ. Y10 đây ạ. Đời 2016 bản nhập khẩu số sàn. 230 triệu anh Đại Phát này. Em chào anh Ngô Bá Hùng nhá. Vừa rồi em bị kết nối Bluetooth vào mi xe. Điện thoại kết nối vào mi xe nên là không nghe được. Ở đây thì có bán tải đây nhá. Bán tải Ford Ranger 2014 bản nhập Thái, một cầu số sàn 440 triệu này. Biển 34 bánh đậu xanh, xe rất là chất, rất là đẹp luôn. Kia Morning này thì em có này. Em chào anh Hà Tiến này. Kia Morning thì em có đây, 145 triệu. 145 triệu số sàn đời 2010. Bản này là bản Sport cho em. Bản Sport đời 2010. Động cơ là 1.1, em xin lỗi, 1.1 này. Giá chào bán là 145 triệu. Y10 em nhiều lắm luôn, đợi em một chút nào, em đang nhìn hình dung nó đang ở vị trí nào. Chào bác Hà Tiến này, chào bác Thạch Minh Hưng này. Chào anh Lê Văn Bình, chào anh Minh Quân này. Đây ạ, siêu phẩm đây. Bán tải nha, em quay trước một chút bán tải sao ra khu vực bên ngoài này. Bán tải Isuzu D-Max số tự động, hai cầu máy dầu. 535 triệu, đăng ký là tháng 12 2017, gần sang 2018 rồi. Xe đẹp đến nỗi mà lốp sơ cua còn chưa hạ, lốp sơ cua còn đẹp căng. Cam hành trình, cam lùi đầy đủ cho em, phù hợp hơn với những bác nào công trình công trường. Vừa đi gia đình mà lại vừa đi công trình công trường được nhá. Nhiều bán tải quá. Sau bác tập lái thì có 85 triệu đây ạ. Isuzu D-Max đẹp quá, đúng rồi anh ơi, biển thủ đô đẹp căng luôn. Còn chưa hạ lốp sơ cua. Sơ bắc tập lái thì em có đây, 85 triệu tập bắc tập lái là đời 2009 này. Hyundai Y10 thì tiếp tục bên đây em lại có này, rất là nhiều luôn. Y10 đời 2014 bản nhập khẩu 195 triệu đời 2014 nhá. Trang bị động cơ là 1.0 số sàn ạ. Khóa cửa rồi. Các bác đừng quên là hãy chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân và trang hội nhóm giúp em ạ. Thả tin thả like cho em ạ. Lên cho em là Hà. Đây các bác nhìn cho em này. Y10 195 triệu lên cho em rồi. Lên gì nào?
xin nhan trên hông này và có la răng thể thao cực đẹp rồi. Bên đây thì có một siêu phẩm La Setti 150 triệu La Setti AEX đời 2009, nhưng mà đây là chiếc La Setti bản máy to nhá. Máy to đi cực đầm cực sướng cho em. Sau xuống bên đây thì em lại có cho mình một chiếc xe Hyundai i10 bản sedan 2 đầu, biển 34, 238 triệu bản nhập khẩu đời 2015. i10 2 đầu phù hợp với những bác nào mà taxi này, dịch vụ này, hoặc là dịch vụ hoa cưới hỏi cho em. Đi gia đình rất là ok luôn. Màn hình giải trí đầy đủ, 238 triệu đời 2015 nhập khẩu bản sedan 2 đầu. Rất là đẹp luôn. Ốp hết mạ chrome cao cấp cho em tay nắm cửa này. Biển 34 bánh đậu xanh, cam lùi có rồi. Tiếp tục bên đây thì lại có cho mình một chiếc Spark tập lái nữa đây ạ. Spark tập lái này thì cũng chỉ có 85 triệu thôi ạ. Tiếc là anh em mình không đến được với nhau bản Xpander. Anh ơi, Xpander nhiều khách ưng ý lắm mà em chỉ về có 2 chiếc về là em lại bán luôn. Hôm trước em còn nhận cọc của một khách là đặt cọc trước 50 triệu để tìm cho anh một chiếc Xpander. Mà hết mùa SEA Games rồi mà em đang đợi bác nào Xpander mà chưa có. Quay đi em. Anh Hoàng Chuyên ơi, đây anh vừa rồi em quay i10 đây anh. i10 bản sedan 238 triệu. Bản này là bản nhập khẩu đời 2015, trang bị động cơ 1.2. Isuzu màu cam thiết kế đẹp thật mà chưa có xe thì chung kết luôn. À đúng rồi, anh Duy nhà 2 xe cơ mà. Thật ra thì con Isuzu đấy đẹp lắm luôn. Anh Hoàng Chuyên ơi, em chưa hiểu ME là gì nhỉ? i10 đây ạ. i10 bản này là bản sedan 238 triệu. Sơ bắc tập lái màu bạc 85 triệu đời 2010. Rất là nhiều xe đẹp luôn. i10 em về nhiều lắm luôn. Em chào bác Vĩnh Đình này. i10 số tự động em có luôn. Anh Nguyễn Danh Quan ơi, tên nghe đã thấy sang rồi. Ví dụ như có trước một chiếc, em quay trước này, một chiếc xe Kia Morning. Morning nhưng mà đăng ký là biển van nhá, đăng ký 2 chỗ ngồi, bản nhập khẩu số tự động 240 triệu, biển 34. Chăm quay đầu xe ý. Dạ vâng anh đây anh ơi. Tại vì nhiều xe quá nó lại mưa nên em quay hơi dối. Kia Morning đăng ký là biển D, là biển van này, 240 triệu đời 2013, bản nhập khẩu số tự động đây ạ. Rất là nhiều xe đẹp luôn. Các bác chỉ cần comment tên xe lên đây thôi. Trông vất vả quá cơ. Với cái nước sơn rất là đẹp luôn này. Số tự động, màn hình giải trí đầy đủ cho em, ghế da đẹp căng này. Các bác nhìn cho em đi ạ. Có 240 triệu mà mua tặng vợ chiếc xe này thì quá là ok. Biển van nên vừa đi gia đình, vừa đi chở đồ, chở hàng được cho em. 240 triệu. Ở đây thì lại có cho mình một chiếc xe Hyundai i10, cũng là bản 2 đầu nhá các bác nhá. Bản sedan 2 đầu, nước sơn màu trắng này. Nhập khẩu, trang bị động cơ là 1.2. i10 238 triệu. Vậy là em có cho mình 2 sự lựa chọn này. i10 sedan đều là 2 sự lựa chọn cho mình, có 2 chiếc luôn. Màn hình giải trí, ghế da zin, số máy cực ngon luôn. 238 triệu cho chiếc xe Hyundai i10, bản sedan đẹp, nước sơn màu trắng này. Chiếc kia là biển số 34. Còn chiếc này là biển số là 17 này, cuối này, 678 này. Lại con gì mới vậy? Lại về thêm Innova rồi. Biển số 678, rất là thăng tiến luôn nhá. Bản xe là bản sedan cho em, 238 triệu. Lại về thêm Innova nữa này. Lại tiếp tục bán tải nhá. Em chủ thì xinh mà xe cũng đẹp không kém. Ôi, nghe rất là sướng luôn. Tiếp tục bên đây em lại có cho mình một mẫu xe bán tải này. Bán tải Ford Ranger 415 triệu đời 2013, bản nhập khẩu 2.2, số sàn 1 cầu, 415 triệu. Bán tải vậy là em có 2 chiếc Ford Ranger này. Một chiếc bán tải Isuzu D-Max này. Nhiều xe đẹp quá, cảm ơn bác Giang Vũ này chia sẻ lên giúp em này. Biển Thủ Đô, bán tải đây ạ, biển Thủ Đô 415 triệu cho chiếc bán tải Ford Ranger 2013, một cầu số sàn. Ở đây, tiếp xe bên đây rất là nhiều xe luôn.
i10 195 triệu, đời 2014 bản nhập khẩu này, form dáng thì cực chất cực đẹp cho em luôn. Ai giờ các bác nhìn nó, em này xe mẹc lên lên nồng rồi, vừa mới về luôn. Anh ơi xe mẹc lên nồng rồi. Vừa mới về có khách chốt lên xe lồng rồi. Đây anh này, anh nhìn nó, em này xe mẹc em cho lên xe lồng rồi. Khách trong Bình Dương các bác đấy như kiểu là bộ sưu tập xe đấy, nên là những cái dòng xe này có khả năng ở miền Bắc là không thích lắm vì đời nó hơi sâu, nhưng mà đời của các bác trong Bình Dương đấy bộ sưu tập xe lên xe rồi. Anh ơi anh quay cho em cái video với. Anh Cường ơi là quay em cái video xe lên xe lồng cho khách với. Đó các bác nhìn thấy không? Ôi tiếc quá chưa được đứng cách cạnh đầu xe nào. Từ bé là toàn phải đi sở Bắc mới ma tít mà có xe mẹc mà chưa được đứng này. Đây các bác nhìn này, xe mẹc này vừa mới về xong lên xe cầu đi vào trong thành phố, vào trong Bình Dương rồi, vào Bình Dương luôn rồi nhá. Kia lại mưa rồi. Kia Morning thì em có đây, biển 34. Kia Morning 255 triệu, đời 2018, số sàn, trang bị động cơ là 1.25, màu lông chuột rất là đẹp luôn. Màn hình giải trí đầy đủ cho em, sấy sưởi kính ơi. Sao cái xe này thơm thế nhở, rất là thơm luôn. Kệ bước chân lên xuống sạch đẹp này, la răng thể thao đầy đủ cho em rồi. Kia Morning 255 triệu, đời 2018. À em có nhanh, đợi em một chút nào, số tự động để em xem nào. Đấy các bác nhìn này, quay cố một chút, em mệt tiếc quá, về phát chưa kịp đi, chưa kịp làm gì đã lên đường đi lấy chồng rồi. i10 số tự động, đem để em nhìn xem nào, chiếc nào là số tự động nào. À đây rồi anh ơi, ây ôi, chị đã khóa cửa rồi. i10 đời 2014 số tự động bản nhập ấn này, anh Quan này, bản nhập ấn này, i10 số tự động bản nhập ấn. Có con nào đắt nhất không em? Đắt nhất này em có một chiếc Lexus 1.2 tỷ. Hai chiếc đắt thứ hai là BMW mui trần. Còn rẻ nhất thì em có 48 triệu anh nhá. i10 số tự động đời 2014 bản nhập Ấn Độ, trang bị động cơ là 1.0, cam lùi, cam hành trình, màn hình giải trí, gương kính cụp chỉnh tự động cho em này. La răng này, các bác nhìn la răng này, phanh ABS chống bó cứng, giá chào bán 295 triệu. 295 triệu. Mưa quá, lại bị chạy mưa rồi các bác ơi. i10 đây anh Quan ơi, để lại số điện thoại cho em nhé. Để lại số điện thoại cho em, em sẽ kết nối Zalo, em gửi video và hình ảnh này. Em lại phải đi chạy mưa rồi. Khổ thân em. Con 48 triệu à, đợi em một chút nhá, nó tận bên sâu bên trong xong nó lại còn bị mưa nữa. Khổ thân em không chứ nệ. Ôi bye bye em mẹc. Em mẹc này là em mẹc 95 triệu. Chưa kịp thưởng thức tí nào em đã đi lấy chồng mất rồi. Mưa em, dạ vâng anh Đinh Đạt ơi, anh mưa to quá này anh này. Bye bye em mẹc vào Bình Dương, 95 triệu của em Lê Hương đã đi lấy chồng. Tiếc quá. Tiếc quá, em mẹc đã đi lấy chồng rồi, vừa mới về đi lấy chồng luôn. Để lại số điện thoại cho em Lê Hương ạ. Kết nối số điện thoại mà em đã ghi ở dưới Zalo đây này, thì em sẽ gửi cho mình hình ảnh và video chi tiết nhất. Thời tiết Hải Dương thì nó hơi mưa. Hôm qua bão ở Hà Nội rồi, thì hôm nay bão lại về đến Hải Dương rồi. SEA Games mà bão rồi. Ở đây em có cho mình một chiếc xe CDX đời 2009 bản nhập khẩu, số tự động, đề lỗ thông minh, chưa lên màn hình. Chưa, chỗ nào đây em? Dạ, địa chỉ bên em là 51 Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Kết nối Zalo em gửi định vị cho mình. Ủa một đống. Innova em có anh ơi, Innova ở ngoài cổng đời 2010 vừa mới về, nhưng mà đợi em trú mưa một chút, nó ngớt ngớt thì em chạy ra. Đường 5 em. Đường 5 thì anh chỉ cần đi qua khu vực nhà nghỉ 2 5 tầng vòng xuống một chút thôi, em ở sát cạnh Đại học Hải Dương, ở giữa Đại học Hải Dương và Bệnh viện Nhi Hải Dương anh nhé. CDX 248 triệu, Innova em có rồi, ở ngoài kia. Em thì không sợ ướt người nhưng em chỉ sợ ướt điện thoại thôi nên em không dám chạy ra. CDX em có này, đời 2009 nhập khẩu, số tự động, trang bị động cơ 1.6 này, giá chào bán 248 triệu.
Nước sơn màu xanh đá cứng cáp đẹp cho em, cực đẹp luôn. Anh Đinh Đạt để lại số điện thoại nhá. Bác Hạ Phạm ơi, Innova em có ạ. Nhưng mà thông cảm cho em một chút, vì thời tiết nó hơi mưa, vừa mới về đời 2010 này. Màu bạc có này, màu đen có này. Số tự động có, số sàn em cũng có ạ. Bác Hạ Phạm để lại số điện thoại cho em. Em sẽ gửi cho mình hình ảnh và video chi tiết nhất này. Hyundai Get em, anh ơi Get em có nhá. Get em có số tự động. Ở kia cũng có một chiếc xe Get mới về nữa kìa. Get em có số tự động đời 2007, 188 triệu số tự động. Get có đời 2008 số sàn nữa. Đây, một chiếc xe Get nữa, nhưng mà ở đánh vào kia rồi. Có xe Get nữa. Con xe vàng kia đẹp quá, đẹp lắm anh Giang ơi, nhưng mà mưa quá. Anh Dương ơi, tí em mượn cái ô nhá. Em mượn cái ô em sao qua quay Get cho các bác xem này. Em không sợ ướt người đâu, em chỉ sợ ướt điện thoại thôi. Anh phạt lên cho em luôn. Em mượn để em ra em quay con. Em xin, đây rồi, em có ô rồi. Số sàn à, anh đợi em một chút này. Innova đây anh Hạ Phạm ơi. Em mượn được ô rồi, mưa quá cơ. Innova biển Thủ Đô, em nhìn thấy số điện thoại của anh Hạ Phạm rồi. Innova bản G đời 2010 số sàn, trang bị động cơ là 2.0. Em đang bán là 275 triệu, nước sơn màu bạc đẹp. Ôi ghế da nội thất bên trong đẹp cưng luôn. Đẹp cưng xỉu luôn các bác này. Túi khí an toàn ghế da này. Mỗi tội mở ra là hơi có mùi thuốc lá. Chắc là bác nào yêu thích thuốc lá rồi. 275 triệu cho chiếc xe Innova, số sàn 5 chỗ ngồi đây ạ. Bản này là bản G biển Thủ Đô này. Anh Hạ Phạm này xem lại hộ em này. Innova đây ạ. Vừa mới về luôn. 2010. Anh Quang Mạnh, anh Quang Mạnh xem xe nào thì comment tên xe đây nữa giúp em này. Một chiếc xe Get màu vàng. Số tự động, ai chật chà, mới về số tự động rồi, chưa biết giá rồi. Nhưng em cứ quay nhá cho mình trước này. Xe Get màu vàng zin rất là đẹp luôn, cực kỳ thể thao này. Xe 48 triệu ạ, đợi em một chút nào để em nhìn ngắm xem là. Không biết là có bác nào lại mượn đi tán gái không. Ở đây có một chiếc xe Hyundai i10 bản đủ 2014 bản nhập khẩu này, giá chào bán là 225 triệu. 225 triệu. Nhiều xe đẹp quá Mương ơi, dạ em cảm ơn nhé. Em cảm ơn anh Nam, anh Vân Khương đợi em một chút này. 48 triệu vì giờ mưa em chạy tuyết là loe nên không biết là nó đổ ở đâu rồi. Ở đây thì có tiếp tục cho em một siêu phẩm CDX nhập khẩu đời 2009 này. 200. Ôi dồi ôi, không mở được cửa, một tay cầm ô, một tay mở cửa không mở được. 255 triệu CDX đây ạ. Đề lổ thông minh, ghế da hai màu, cực đẹp cho em. 1.6 số tự động này. Trang bị động cơ là 1.6 số tự động CDX ạ. Không thể nào dùng tay mà mở cửa, em xin phép dùng chân để đá cái cửa đấy vào. La răng thể thao phanh ABS, anh Quang Mạnh à, giờ em mới để ý anh Quang Mạnh này là lúc sáng gọi Zalo cho em đúng không ạ? Nissan Navara đâu rồi? Nissan Navara đâu rồi? Hình như là anh đấy lại đi chơi rồi, lại đi bão rồi. Nissan Navara thì em đã làm việc rồi đấy anh Mạnh ạ. Thậm chí là hôm nay có hơn một chút say rượu lên mới để cái giá như vậy cho anh Mạnh nhá. Anh Mạnh ưng phát là chốt luôn. Không mai tính rượu là không còn giá như vậy cơ. Chết rồi em bị tụt cả cái lón. Đúng rồi anh Mạnh ạ. Cái giá đấy là giá hôm qua Việt Nam thắng, chắc là có tí ti gì đấy, gọi là vừa men vừa bão nên là giá mới đẹp như vậy anh Mạnh nhé. Hyundai Get ạ. Get giá 188 triệu số tự động, 158 triệu số sàn. Các bác nhìn thời tiết Hải Dương có chán không? Mưa thì mưa rõ to rồi, quay ra lắng này sợ thật ý. Rất là nhiều xe đẹp luôn này. Kia Morning thì em có đời 2016. Kia Morning 2016 số sàn, trang bị động cơ 1.2, 215 triệu, màn hình giải trí đầy đủ cho em. Lên cho em La Răng thể thao này. Bên đây thì em lại có cho mình một siêu phẩm La City SE 193 triệu đời 2009. Và đây là La City bản nhập khẩu này. Lại tiếp tục về thêm cho khách hàng nhà mình một mẫu xe Hyundai Accent. Bốn mắt cảm biến va chạm phía sau, cam hành trình, cam lùi đầy đủ này. Accent đây ạ.
Hyundai Accent 345 triệu đời 2014, Accent bản nhập khẩu nhé, không phải bản lắp ráp đâu ạ, mà là bản nhập khẩu cho em. Biển 314 này, đèn bi salon này, đèn bi có này. Anh Đinh Đạt để lại số điện thoại cho em này, em sẽ gửi cho mình hình ảnh video chi tiết nhất về chiếc xe Ghét này. Em chào anh Đăng Huy, chào bác Nguyễn Loan, chào bác Nguyễn Anh Tuấn này, chia sẻ cho em Lê Hương lên ạ. Thời tiết Hải Dương nó hơi khó chiều một chút thôi, nhưng mà em này cực kỳ chiều khách này. Dạ vâng anh Mạnh ơi, đợi em một chút nhá, em live stream một chút. Hôm qua thì em đã bận rồi, hôm qua khách đến xem xe trực tiếp tại chợ đông quá nên là không live stream được. Hôm nay em mới live stream, mà lúc thì mưa lúc thì nắng, rất là bực bội luôn. À anh Đinh Đạt ơi, xe 48 triệu thì một cậu thợ bên nhà em mượn xe đi đâu một chút rồi. Anh để lại số điện thoại, em sẽ gửi video và hình ảnh cho anh nhé, anh nhé. Còn bây giờ thì không sẵn ở bãi rồi, mang đi đâu rồi, vì con đấy nó ăn ít xăng nên là bác đấy mang mượn đi rồi. Ở đây em có cho mình một chiếc xe Ford Fiesta đời 2011 số tự động, giá chào bán chỉ có 288 triệu này. Nước sơn màu đỏ đẹp, số tự động Ford Fiesta đi cực sướng cho em. Khách xem xe phi tặng xe và tận lời. La City đây ạ. Còn ở đây thì em có một siêu phẩm Kia Rio với nước sơn màu trắng đẹp này. Kia Rio biển 14, nước sơn màu trắng bản sedan, đèn halogen này, đèn gầm là đèn bi. Đời 2015 bản nhập Hàn, số sàn 325 triệu. 325 triệu. Xe rất là đẹp luôn. Nước sơn màu trắng đẹp này. Kia Rio túi khí an toàn, đầu đài nguyên bản theo xe. Lên cho em bộ la răng thể thao. Anh ơi. Vừa mưa vừa nắng, xong tay thì cầm ô không thể nào mà ô. Kia Rio bản nhập khẩu đấy ạ. Bản này là bản nhập Hàn nhá. 325 triệu, ghế da thì đẹp căng. Túi khí an toàn, đầu đài nguyên bản theo xe, chưa lên màn hình. Bác nào mà thích màn hình tặng luôn màn hình. Em cam kết những chiếc xe nào mà chưa có màn hình, em sẽ tặng luôn màn hình cho các bác nhé. 325 triệu Kia Rio này. Morning Van, màu này gọi là màu gì, màu tím thủy chung ạ? Đúng ạ, em nhìn nó hơi tím tím. Màu tím thủy chung, 240 triệu đời 2013, số tự động bản nhập. Màu xe rất là đẹp luôn. Lộ thất bên trong vừa thơm lại vừa sang. Màn hình giải trí to đùng luôn. Ghế da đẹp, la răng thể thao rồi. 240 triệu cho chiếc xe Kia Morning Van này. Nào em xin phép được đi sâu hơn nữa. Bắt đầu bây giờ mới tạnh mưa này. Xe 48 triệu thì thợ thì em mượn đi chơi rồi anh ơi. Để lại số điện thoại cho em. Bên đây thì em lại có cho mình một siêu phẩm Accent. Accent biển 38. Accent biển 38 này. Anh ơi bé thôi. Ôi mấy gồng thợ nha em. Vios này. Một siêu phẩm Vios đời 2008 biển 38. Đề lỗ thông minh Vios các bác này, Vios có đề lỗ thông minh. Màn hình giải trí. Và em ghét nhất ở con Vios này là cứ cầm chìa khóa ra là nó sẽ tự động chốt cửa. Nếu như các bác có quên thì cũng không thể nào quên được. Nếu như mà mình đi chơi và uống rượu say mà sợ rằng không khóa cửa thì nó tự khóa luôn. Rất là thích luôn. Nhưng mà em ghét nhất là mỗi lúc livestream đến đây thì em lại không mở được bên trong ra. Ghế da đẹp rồi. Xin giá xe tiết kiệm nhiên liệu. Anh ơi nếu như là để về chạy tiết kiệm nhiên liệu thì có Ghét là một này, Hyundai i10, Kia Morning và có Vios, vừa tiết kiệm là vừa tầm tầm tiền. Còn nếu như mà tầm cao hơn một chút thì có Corona, Altis và Camry anh nhá. Những dòng đấy thì nó sẽ thiên về tiết kiệm nhiên liệu hơn. Ví dụ chiếc Vios này đời 2008 này 179 triệu. Đề lỗ thông minh, màn hình giải trí đầy đủ cho em rồi. Siêu tiết kiệm nhiên liệu luôn. Vios là dòng Toyota, nó là thương hiệu rồi. Hoặc là Kia Morning, Hyundai i10 238 triệu. Những cái nào mà động cơ chấm nó bé này, không phải mấy này, 11 này, 11.2 thì nó sẽ thiên về tiết kiệm nhiên liệu hơn anh nhé. Còn ở đây thì em có cho mình một siêu phẩm Mazda 3S đời 2009 với nước sơn màu đỏ đẹp, bản nhập khẩu, số tự động, trang bị động cơ là 2.0. 2.0 thì nó sẽ ăn xăng nhiều hơn nhưng mà đi nó sẽ bốc hơn. 295 triệu, cắt giảm lỗ luôn. 285 triệu
bản này có cửa lóc đầy đủ cho em này. Em chào bác Công Lào Cai này, bác Khuyến Quang này, bác Đồ Cổ này, bác Phượng Vũ này. Chia sẻ giúp em đây nào. Rất là nhiều xe đẹp luôn. Chỉ cần chia sẻ cho em 1 nút giảm 1 triệu, 10 nút giảm 10 triệu. Thích xe nào thì comment tên xe lên đây giúp em này. Mazda 3S 285 triệu đời 2009 này. Ở đây thì em lại có xe mẹt. Một chiếc xe mẹt C250 bản Blue cao cấp nhất 388 triệu. Cái giá này là đã cắt lỗ rồi đây này. 388 triệu, trang bị động cơ là 1.8 số tự động đời 2010. Với xe mẹt thì option của em nó không hoa văn, không cầu kỳ, mà trực tiếp đi vào khoang lái. Một là đầm xe, hai là thân vỏ chắc chắn, ba là hệ thống bên trong xe thì đi cực êm cho em. Và thứ tư là mang lại cho người đi một cảm giác rất là sang trọng, vì là xe mẹt cơ mà. Xe mẹt thì nó sẽ khác so với những dòng xe khác, từ thiết kế đến khoang động cơ máy móc nó khác rất là nhiều. Mazda 2 em không có anh ơi, em có Mazda 3. Em có Mazda 3S màu đỏ và màu trắng ạ. Nếu như mà thích mẹt thì anh có thể đi mẹt C250 này, đời 2009 số tự động 379 triệu này. Còn Mazda thì em có vừa rồi một chiếc Mazda 3S màu đỏ ạ, 295 cắt lỗ luôn trên livestream, còn 285 đời 2009 số tự động. Còn bên đây thì em có cho mình một chiếc xe Mazda 3S Zin. Anh nghe này, Zin này, một chủ từ mới, 395 cắt luôn còn 385 triệu. Đời 2013 số tự động, trang bị động cơ 1.6 này. Mặt này là mặt chú hề nhưng mà mặt cười cho em này. Đèn bi sân lông, giải đèn led định vị, đèn gầm đầy đủ luôn. Mazda 3 thì sẽ có cửa lóc, xi nhan trên gương, gương kính thì cụp chỉnh auto cho em. Đây là bên trong khoang nội thất của chiếc Mazda 3S, một chủ từ mới này, 395 còn 385. Giá báo công khai trực tiếp trên livestream đây ạ. Tổ hợp phím bấm chân vô lăng, túi khí an toàn, màn hình giải trí đầy đủ cho em, ghế da zin, số máy zin, một chủ, một đời chồng. Các bác hay hỏi em là em ơi em mấy đời chồng rồi, thì em này một đời chồng ạ. Xe rất là đẹp luôn, cửa lóc đầy đủ cho em, 395 còn 385. Thiện chí thêm nữa em vẫn linh động thêm, bao cho mình hồ sơ luôn. Em chào bác Lũng Hoàng, chào bác Lương Thế, là chào bác Lưu Văn Sách ạ. Chia sẻ giúp em Lê Hương lên ạ. Ở đây thì em lại có cho mình một Chevrolet Cruze với nước sơn màu đen, đời 2011 số sàn, giá chào bán là 240 triệu. Chevrolet siêu phẩm luôn, toàn hạng xe rất là đầm xe, đi thì cực kỳ tiết kiệm cho em này. Chevrolet 240 triệu. Số sàn, màn hình giải trí cỡ vừa rồi. Xe thì không còn phải sủ tù sửa chữa một cái gì, các bác về chỉ việc đi thôi. Ở bên đây thì em có cho mình một chiếc xe Kia Morning bản nhập khẩu này, số tự động này, Kia Morning với nước sơn màu vàng zin đẹp, biển gọi là hai củ lạc, các bác hay trêu là hai củ lạc này. Biển 88 Vĩnh Phúc, La Răng Hoa Mai. Kia Morning đây các bác nhìn form dáng rất là đẹp, nước sơn thì màu vàng zin luôn. 235 triệu, 2010 nhập khẩu, trang bị động cơ 1.0, cũng rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn, chỉ có 1.0 thôi. Đấy, các bác lại sấy sưởi ghế, sấy sưởi kính đầy đủ cho em. À, có xe là 100 triệu đổ về không để tập lái, tập lái thì em có chứ. Tập lái em có vừa số tự động vừa số sàn luôn. Để lại số điện thoại cho em thì em sẽ dễ dàng cho mình tư vấn hơn này. Morning 235 triệu nhập khẩu số tự động. Tiếp theo bên đây thì em lại có cho mình một siêu phẩm xe Chevrolet Cruze số sàn đời 2017 với nước sơn màu trắng cực đẹp cho em. Nước sơn màu trắng đẹp, biển thủ đô. Lên cho em là có cam lùi rồi, bốn mắt cảm biến va chạm, bốn mắt cảm biến va chạm. 335 triệu là giá em đang chào bán chiếc xe Chevrolet Cruze. Ghế da thì đẹp căng, các bác nhìn cho em này, ghế da này, đầu đài nguyên bản theo xe, số tự động à, số sàn ạ, số sàn, trang bị động cơ 1.6 Chevrolet Cruze, 335 triệu đời 2017, xi nhan thì được tích hợp vào trên gương rồi.
xin nhan tích hợp trên gương, biển 30E thủ đô này, đèn bi phía dưới này, đèn halogen siêu sáng, xin nhan trên gương, 335 triệu, đời 2017. Bên đây thì em lại có cho mình một em tập lái này, 66 triệu. Em này rẻ thứ hai tại chợ đây. Tập lái 66 triệu một em Matiz. Matiz biển thủ đô. 66 triệu đời 2008 nhé. Bên đây thì em lại có cho mình một em Innova. Innova đời 2008 số sàn, giá chào bán là 245 triệu. Innova số sàn đời 2008 245 triệu đấy ạ. Túi khí an toàn, ghế da đẹp căng luôn. La răng thể thao đẹp cho em, phanh ABS đầy đủ nhá, Innova đây ạ. Bên đây thì em lại có cho mình một em VinFast Farin. VinFast Farin đời 2019, đẹp kính cong luôn, mới cứng luôn. Đề lỗ thông minh, màn hình giải trí, la răng thể thao, hai màu cực chất. Xin nhan trên gương, xin nhan trên hông ạ. Đây nhá, VinFast Farin đời 2019, giá chào bán 345 triệu. Bao tiết hãng 36 tư thế cho mình luôn. Có đề lỗ thông minh này, màn hình giải trí này. Chiếc xe này sẽ phù hợp hơn nếu như các bác mua tặng vợ nhé. Tặng vợ, tặng lóc nhà, vợ 1, vợ 2 thì sẽ hợp lý hơn, vì VinFast sẽ hợp với lữ hơn. Ốp hết mạ chrome cao cấp cho em rồi. VinFast đời 2019 đẹp như lăn từ trong hãng ra. Siêu đẹp luôn ạ, VinFast đây ạ. Siêu đẹp luôn ạ. 345 triệu đời 2019 số tự động. Test hãng 36 tư thế cho em đi. Thích test gì em cho test đấy luôn này. Một chiếc duy nhất. Rất là đẹp luôn, nếu mua cho vợ đi thì cực kỳ ok ạ. Tiếp theo bên đây thì em lại có cho mình một siêu phẩm, hai chiếc xe máy dầu với phân khúc hơn 100 triệu thôi. Isuzu, cho nó bé quá không chui qua luôn này rồi, để em đi sang bên đây. Isuzu máy dầu 140 triệu. Sẽ phù hợp hơn với những cái bác nào mà khu vực vùng cao. Vì em thấy số lượng xe Isuzu máy dầu gầm cao như này thì các bác hay ở khu vực vùng cao sẽ đi nhiều hơn. Vì là form dáng nó cao, nó khỏe, đi cái vùng núi thì sẽ hợp hơn. 140 triệu Isuzu máy dầu 2003. 160 triệu Isuzu máy dầu 2006. Isuzu Highlander máy dầu nhá, đều hai chiếc loại máy dầu 7 chỗ gầm cao, phù hợp với những bác nào khu vực miền núi hoặc vùng cao hơn một chút. Ở đây thì em lại có cho mình một siêu phẩm mà Chevrolet cờ đuôi số tự động. Cờ đuôi số tự động cắt lỗ chỉ còn 268 triệu. Bao rút hồ sơ luôn. Bác nào đến xem xe em lại linh động thêm về giá này. Số tự động Chevrolet cờ đuôi đời 2011. 1.6 đời 2011 số tự động đẹp đây ạ. 275 còn 268, bao rút hồ sơ và vẫn linh động thêm về giá khi khách hàng đến xem xe. Chào bác Xuân Nhất, bác Lương Thế, bác Phú Trần này. Các bác chia sẻ giúp em Lê Hương lên ạ. Rất là nhiều xe luôn, bác Phượng Vũ đồ cổ để lại số điện thoại cho em. Bác Đinh Đạt để lại số điện thoại cho em ạ. Bên đây thì em lại có cho mình một chiếc xe số tự động 7 chỗ ngồi, Mazda Fremacy đời 2013, giá chỉ có 162 triệu thôi ạ. Nhà mà đông con cháu các bác đi dòng xe này rất là ok cho em nhé. Mazda Fremacy biển 29 thủ đô 162 triệu. Số tự động đẹp 7 chỗ ngồi. Accent lại có lại AD có cho mình một chiếc xe Hyundai Sonata phân khúc hạng D này. Hyundai Sonata biển thủ đô giá chỉ có 288 triệu. Hyundai Sonata 288 triệu. Đời 2009, bản nhập khẩu 2.0, số tự động đẹp. Bên trong nội thất thì có những cái ốp mạ giả vân gỗ cực sắc nét cho em này. Ghế da đẹp căng luôn. 288 triệu Hyundai Sonata. Trời ơi, lắm xe quá đây. Bên đây thì em có cho mình một chiếc xe quốc dân. Nó là một chiếc xe ghét đời 2009, bản nhập khẩu. Trang bị động cơ là 1.0 ạ. À 1.1. Ghét biển Hà Nội, ghét nhập khẩu đây. Thay vì mua những dòng xe mà xe tàu hay là dòng xe ấy thì các bác mua cho em xe ghét nhập khẩu đi. Chỉ có 158 triệu nhưng mà nhập khẩu đi cực êm, điều hòa thì mát lạnh cho em. Ghế da thì đẹp căng rồi,
158 triệu thêm cho các bác là bao rút hồ sơ luôn. Sâu tiếp vào bên đây, ồ nhiều xe quá. Bác Tuyên Nguyễn, bác Sơn Sơn chia sẻ cho em Lê Hương nào. Vào bên đây thì em lại có cho mình một siêu phẩm Kia Morning đời 2017, đời rất là cao. Đời 2017, trang bị động cơ 1.25, giá chào bán 228 triệu, nước sơn ở màu vàng zin. Kia Morning 2017. Hôm trước thì nó là la răng sắt, nhưng mà em đã đầu tư thêm cho nó chất này, lên la răng thể thao đẹp, màn hình giải trí, cam hành trình đầy đủ luôn. Kia Morning màu vàng zin 228 triệu, nam nữ đi đều ok cho em. Mua một chiếc xe này hai vợ chồng có công có việc cùng đi chung, mưa lắng con nó đỡ vất vả, đi chơi đi họp lớp rất là ok luôn. 228 triệu, cam lùi đầy đủ, màn hình giải trí có rồi, vậy là có cam hành trình, cam lùi đầy đủ này, lên bộ la răng thể thao siêu chất này. Kia Morning này ạ, 228 triệu bao rút hồ sơ khách hàng luôn. Chào bác Quang Duy, bác Lương Hoàng và bác Út Hằng nhé. Chia sẻ hộ em Lê Hương đây nào. Ở đây thì em lại có cho mình một chiếc sờ bắc tập lái này, 93 triệu cắt lỗ luôn. Tập lái này bác nào mới lấy bằng, bằng chiếc này là số sàn thì sẽ phù hợp hơn với bác nào bằng B2 này. Bằng B2 tập lái 93 triệu, còn 85 triệu đời 2009 này. Tập lái em có nhé. Bên đây thì vừa rồi em quay rất là nhiều Innova số sàn, thì em có cho mình một siêu phẩm Innova số tự động, biển 34 bánh đậu xanh, số tự động đời 2010, trang bị động cơ là 2.0. Em đang bán với giá là 330 triệu. Innova số tự động 330 triệu. Ghế da các bác nhìn này, nội thất máy móc ghế da đẹp mới mà rất là sạch sẽ luôn. Bác chủ cũ phải cực kỳ yêu xe. Xe này xe tư nhân nhá các bác nhá, xe tư nhân của dân đi nên là xe rất là đẹp luôn. 330 triệu đời 2010, Innova số tự động đây ạ, 7 chỗ ngồi 2.0, 330 triệu. Cũng là xe mẹc nhưng mà em mẹc này thì chỉ có 140 triệu thôi. Mẹc xe 140 triệu. Bên đây thì em có cho mình một chiếc xe Hyundai Accent, nhưng mà là bản Blue, bản Blue cao cấp cho em, biển 34-16699, đèn bi salon, đèn gầm có giải LED định vị ban ngày, xin nhan trên gương, đời 2016, trang bị động cơ là 1.4, giá chào bán 345 triệu, tổ hợp phím bấm trên vô lăng này, ghế da zin đẹp căng này, số sàn, sấy sưởi kính đầy đủ cho em ạ, 345 triệu. Em chào bác Hà Loan nhá, bác Phương Khánh này, các bác chia sẻ của em đây nào. Bên đây thì em lại về thêm một chiếc xe Lacetti SE đời 2010, bản nhập Hàn. Lacetti nhập Hàn 225 triệu, rất là rẻ luôn. Biển 89 này, đèn gầm đầy đủ, xi nhan trên hông, trang bị động cơ 1.6 Lacetti nhập Hàn. Màn hình giải trí này, ghế da thì lên bộ ghế da phải thể thao mới có chứ bình thường này, các bác nhìn này, bộ ghế da hai màu rất là thể thao luôn. Màn hình giải trí đầy đủ cho em rồi, mà chỉ có 225 triệu thôi ạ. Lacetti SE, bản nhập Hàn đời 2010, nhập Hàn 1.6, số sàn em nhé các bác nhé, số sàn ạ, 225 triệu. Chào bác Phương Khánh, bác Khánh Phùng và bác Hảo Hảo này, lâu lắm thì bác Hảo Hảo vào xem livestream của em Lê Hương này. Bên đây thì em lại có cho mình một chiếc xe Corona Antis siêu phẩm đây, lồi đồng cối đá phá không hỏng, biển 20A đời 2005, 100 cắt lỗ nhá, 190 triệu. Corona Antis, màn hình giải trí đầy đủ cho em, ghế da thì phải gọi đẹp căng luôn, lên bộ ghế da rất là mới, màn hình giải trí này Volga rất là xịn sò luôn. Corona Antis 190 triệu. Tiếp theo bên đây thì em có ghét số tự động 188 triệu với nước sơn màu vàng, biển 37. Ghét số tự động nhập khẩu đời 2007 1.4, số tự động 188 triệu. Bên đây thì em có một siêu phẩm Vios với nước sơn màu trắng ạ. Vios màu trắng đời 2010 2011,
2011 giá chào bán là 210 triệu đồng. Đầu đài màn hình hơi bé vì là nguyên bản theo xe. Thích thì em lại tặng thêm cho bác một cái màn hình to luôn. Giá chỉ có 210 triệu, hứa là sẽ em chốt xe là sẽ tặng cho cái màn hình đẹp luôn. i10 đây ạ, rất là nhiều i10 luôn. i10 thì em có đời 2016 bản nhập khẩu 1.0. Giá chào bán là 230 triệu. Nhiều xe đẹp quá. Và bên đây thì em có cho mình một siêu phẩm xe mà giám đốc đây. Xe giám đốc, một chiếc xe Zoti T600 với rất là nhiều option, cửa sổ toàn cảnh, gương kính cụp chỉnh điện, xi nhan trên gương, cam hành trình, cam lùi, mắt cảm biến, đèn bi salon, đề lỗ thông minh, 320 triệu. Một chiếc xe 320 triệu, gầm cao 5 chỗ ngồi mà kể mãi không hết option, xe rất là đẹp luôn. Đấy. Bên đây thì em lại có cho mình một chiếc xe Kia Carren. Kia Carren nhập khẩu, số tự động đời 2008, giá chào bán 285 triệu. Corona Altis thì bản cao cấp hơn một chút, đời 2010, số tự động, giá chào bán 395 triệu. Các bác chỉ cần nghe tên thôi đã thấy rằng cái xe này rất là bền, tiết kiệm nhiên liệu, không hề bị hỏng vặt đúng không ạ? Corona Altis đấy ạ, 395 triệu. CDX 238 triệu. CDX nhập khẩu số tự động đời 2009, trang bị động cơ là 1.6 này, màn hình giải trí rồi, đề lỗ thông minh có luôn, ghế da đẹp căng luôn. Nhìn cái gối, các bác nhìn được cái bộ gối tựa đầu của bác chủ cũng biết là bác là dân chơi rồi. Xe rất là đẹp luôn, 238 triệu ạ. VinFast Farin 2020, nước sơn màu đỏ đẹp, 345 triệu. Nhưng mà có khách cọc 50 triệu rồi. VinFast Farin khách cọc 50 triệu rồi ạ. Ở đây thì có cho mình một siêu phẩm nữa đây, rất là nhiều Hyundai. Accent số này là số sàn này, Hyundai Accent đời 2019, giá chào bán là 385 triệu. Đời 2019 Accent thì sẽ là lên form dáng mới cho em. Bản lắp ráp, tổ hợp phím bấm chân vô lăng, màn hình giải trí đầy đủ cho em, ghế da hai màu cao cấp, 385 triệu. Accent form dáng mới đời 2019 ạ. Bác mãi yêu em Nguyễn. Ôi ơi, tên bác rất là trung thủy luôn. Bác Huyền Thủy này, bác An Nguyễn và bác Trần Tròn, chia sẻ giúp em lên nào. Ở đây thì có cho mình một chiếc xe Vios bản E xịn. Vios bản E xịn đời 2009, giá chào bán là 208 triệu, 1.5 số sàn. Bên đây thì lại có cho mình một chiếc xe Hyundai Accent, một chủ tư nhân, đời 2018, đăng ký lăn bánh là đời 2019, số sàn 1.4, bản lắp ráp form dáng mới, 385 triệu. Hyundai Accent 385 triệu. Tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng này, màn hình giải trí đầy đủ, gương kính cụp chỉnh điện, cam kết không đâm xô, không ngập nước. Địa chỉ bày bán bên em là 51 Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Số điện thoại em đã ghi dưới màn hình rồi. Những bác nào mà thật sự quan tâm thì kết nối Zalo, em sẽ được gửi định vị, cũng như là em gửi cho mình hình ảnh và video chi tiết mẫu xe mà các bác đang quan tâm ạ. Chào bác Nguyễn Văn Mười này. Bên đây thì em có cho mình một siêu phẩm Santa Fe. Santa Fe máy Gold, Santa Fe Gold máy dầu, đời 2002, đăng ký lăn bánh là 2007, bản nhập khẩu nhá, đăng ký lăn bánh là 2007. Santa Fe Gold máy dầu 225 triệu. Xe rất là đẹp luôn, form dáng cứng cáp mà giá cực êm, 225 triệu. Túi khí an toàn đầy đủ, cam hành trình có rồi, màn hình cỡ vừa, ghế da bọc lên, bộ ghế da màu lô rất là sang luôn, 225 triệu. Santa Fe bản Gold máy dầu ạ. Bên đây thì em có một chiếc xe 7 chỗ ngồi Mazda Fremacy 7 chỗ ngồi đời 2002, với nước sơn màu xanh, đặc trùng của cụ Hồ luôn. Fremacy đời 2002, số tự động 7 chỗ ngồi, trang bị động cơ 1.8, giá chào bán 172 triệu. Túi khí an toàn, màn hình giải trí, ghế da rất là êm đẹp luôn. Fremacy 172 triệu. Bán tải đây ạ. Bán tải Forerunner, có cả cam 360 trên gương cho em này, đề lỗ thông minh,
màn hình giải trí Spilo Stick 440 triệu đời 2014, bản là nhập Thái 2.2, nhập Thái một cầu số sàn. Giá chỉ có 440 triệu, Ford Ranger bán tải đây ạ. Qua em đi bão bằng chiếc xe này rất là phê luôn. Bán tải biển 34 nhá, bánh đậu xanh. Bên đây sẽ là còn chiếc xe này là gì đây? Em có cho mình một chiếc bán tải Kia Morning bản Sport, chỉ có 145 triệu thôi. Tập lái các bác đi xe này rất là ok này. T600 em có anh Nguyễn Mạnh ơi. 145 triệu Morning bản Sport này. T600 em còn, Zoti T600 em còn. Nhưng anh Nguyễn Mạnh đã từng tìm hiểu về chiếc xe này chưa ạ? Nếu như anh tìm hiểu rồi thì anh phải có một tâm lý thật là vững chắc thì mới mua được chiếc xe này. Vì xuất xứ của em này là em nó nhập Trung. Nhiều bác khi nghe tiếng nhập Trung thì rất là sợ. Nhưng riêng đối với em Hương, ông Hoàng Công Nghệ đã sản xuất ra dòng xe này thì rất là đẹp luôn. Nút mở một trạm thông minh trên cánh cửa này. Gương kính thì cụp chỉnh tự động cho em. Liếc có chế độ là liếc lái nhé. Các bác chỉ cần vô lăng quay đến đâu thì đèn, cái đèn pha nó sẽ tự theo đấy, gọi là liếc đèn theo vô lăng này. Cửa sổ toàn cảnh này, hai khung vực này đều là cửa sổ toàn cảnh này. Đề lỗ thông minh, ga tay tự động cruise control. Form dáng rất là đẹp luôn, biển 34. Bốn mắt cảm biến va chạm phía sau. Ốp cho em là lipo thể thao này. Đèn led này. Và phanh tay là phanh tay điện tử chứ không phải là phanh tay mà các bác phải kéo lên đâu, mà nó có nút bấm điện tử nhá. Ghế da đẹp căng luôn, liếc đèn thôi vô lăng. Nói chung là em này rất là nhiều option. Anh Nguyễn Mạnh mà yêu thích chiếc xe này, kết nối Zalo để lại số điện thoại, em sẽ gửi cho mình hình ảnh và video chi tiết nhất của em Zoti T600. Giá chỉ có 320 triệu thôi ạ. Xe rất là đẹp luôn. Những cái năm trước mà khi mà Covid chưa hoành hành đấy, thì những cái bác quản đốc người Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản hay làm việc tại Việt Nam đấy ạ, thì rất là yêu thích Zoti T600 luôn. Bên em cứ về chiếc nào là các bác đấy sẽ mua chiếc đấy, đặt trước tiền. Thì các bác phải hình dung rằng đến giám đốc người ta còn thích những dòng xe như này thì mình quá là ưng ý luôn, đúng không ạ? Em chào anh Đình Thuyên này, chào anh chị Nguyễn Đình Thị Mỹ Dung này. VinFast Farin màu trắng và màu đỏ ạ, 345 triệu đời 2019 số tự động này. Và có cho mình bán tải đây, bán tải Isuzu D-Max máy dầu đời 2016, đăng ký lăn bánh là cuối tháng 12 2017, gần sang 2018 rồi. Màn hình giải trí này, nghe nhạc rất là hay luôn. Màn hình cam lùi đầy đủ cho em, đẹp đến nỗi là lốp sơ cua còn chưa hạ. Máy dầu 2 cầu, một chiếc xe Isuzu D-Max 535 triệu nhập khẩu nhá, nhập Thái Lan cho em. Mới đẹp kính cong luôn ạ. 535 triệu. Có linh động về giá cho những bác nào thật sự thiện chí ạ. Ford Ranger thì em mang sẵn hai chiếc này. Chiếc vừa rồi là 440 triệu. Đúng rồi anh Kim Xuân Cường nhá, lốp sơ cua là chưa hạ, 4 lốp còn nguyên theo xe cho em. D-Max đẹp lắm luôn, đẹp như mới mà. Chạy được đáng bao nhiêu đâu. Ở đây thì em lại có Ford Ranger 415 triệu đời 2013, bản nhập khẩu số sàn đấy ạ. Ôi, trời ơi, tự dưng lại lắng quá. Vừa rồi thì em Lê Hương đã báo rất là nhiều dòng xe Innova có này. À, bán tải đây rồi. Không biết là anh Mạnh đâu nhỉ? Thôi đằng nào tí em cũng liên hệ kết với anh Mạnh rồi, nhưng em sẽ quay một chút này. Em sẽ quay một chút này. Anh Mạnh đâu nhỉ? Nissan Navara đời 2018, số tự động máy dầu, bản nhập khẩu 550 triệu, một cầu số tự động đời 2018 đây. Màn hình giải trí thì đẹp căng, ghế da zin đẹp. Chưa lên thùng. Và anh Thùng, anh Mạnh đang bảo là muốn lên thùng. Thì bây giờ em xin phép được vào làm việc trực tiếp để chốt chiếc xe Nissan Navara đây ạ. Đời 2018 đây. Lúc thì lắng, lúc thì mưa, khó chịu quá các bạn ạ. Kia Morning chỗ này vừa chưa quay hết này. Bác nào thích Ford Everest thì em có Ford Everest này, hơn 100 triệu một xíu thôi. CDX màu bạc 245 triệu. Vios biển 37, nước sơn màu đen đời 2009, 185 triệu. Kia Morning đời 2017 số sàn 240 triệu, màu trắng này.
Bên đây thì có Morning màu xanh 2016 215 triệu. Bên đây thì có Morning 255 triệu đời 2018. Ôi dồi ôi, và ổ Kia Morning rồi. Tiếp ra bên đây thì có CDX màu đen 260 triệu đời 2010, đăng ký 2011, nhập khẩu số tự động. CDX đây ạ. Màn hình giải trí, túi khí an toàn, đè lỗ thông minh đầy đủ cho em, lắng quá. Avio 245 triệu đời 2017, số sàn 1.4. Avio đây ạ. Màu trắng đẹp. Ở đây thì có Nasetti SE 220 triệu đời 2009 này. Hyundai Accent đây. Hyundai Accent 2014 345 triệu. Vừa rồi thì em Lê Hương đã báo giá rất là nhiều những dòng xe đang được chào bán bên em Lê Hương. Ui lắng quá, xém ra luôn. Những bác nào thật sự quan tâm mẫu xe nào thì nhấc máy lên và gọi Lê cho em Lê Hương qua hotline 035 460 2790. Còn có lẽ là hôm nay em cũng sẽ xin phép được dừng buổi báo giá trực tiếp trên fanpage của em Lê Hương ô tô Hải Dương. Những bác nào thật sự quan tâm nhấc máy lên đi ạ, gọi ngay cho em có hotline đi. Rất là nhiều dòng xe sau mỗi một mùa SEA Games lên đời xe và hạ đời xe rất là nhiều luôn. Các bác chỉ việc nhấc máy lên và gọi cho em ngay thì giá lúc nào cũng sẽ là giá yêu thương nhất ạ. Toát mồ hôi ra, vừa mưa xong lại vừa nắng rất là khó chịu. Thôi em cũng nghỉ đây, em để điện thoại em nghỉ đây. Em chào bác Bùi Sơn Đà, chào bác Lê Văn Thanh này, chào bác Hoàng Đình Thắng ạ. Xin lỗi, mắt em nó hơi cận một tí nên là nó chỉ còn quán một cái thôi, không nhìn thấy. Các bác nhìn em này, livestream bên thì còn, bên thì mất, không biết là rơi đâu. Vừa rồi thì em Lê Hương đã báo giá rất là nhiều những dòng xe, từ mấy chục triệu cũng có, hơn một tỷ cũng có, vài trăm triệu và hơn trăm triệu cũng có luôn. Những bác nào thật sự quan tâm thì nhấc máy lên và gọi ngay cho em Lê Hương có hotline 035 460 2790 để được em Lê Hương tư vấn cũng như để một cái giá mà thỏa thuận nhất giữa hai bên. Xe thì em sẽ cam kết cho mình là không đâm xô và không ngập nước. Còn những bác nào thật sự quan tâm thì inbox ngay Zalo cho em ạ. Cảm ơn tất cả khách hàng đã luôn cùng em đồng hành trong những buổi báo giá livestream và trực tiếp phát sóng trên fanpage của em. Những bác nào mà chưa biết em thì em xin tự giới thiệu, em là Lê Hương. Kênh mua bán của em trực tiếp là fanpage là Lê Hương ô tô Hải Dương. Những bác nào chưa đăng ký kênh thì có thể cho em Hương xin một nút đăng ký kênh ở trên góc bên phải đấy ạ. Ấn nút thích trang cho em, để khi nào mà các bác muốn có nhu cầu mua xe ở một cái cơ sở, một cái địa chỉ hợp lý cũng như là uy tín thì hãy nhớ ngay đến em Lê Hương nhé. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng vào những buổi báo giá trực tiếp mà vào ngày mai. Tất cả khung giờ đều là 11:30 các ngày trong tuần ạ. Còn bây giờ thì em xin chào và xuống vì rất là nhiều inbox cũng như là rất là nhiều tin nhắn khách gọi rồi. Em xin chào và gặp lại tất cả khách hàng thân yêu ạ. Bác Phạm Lợi với bác Bắc Cạn vào muộn quá, em xin chào nhé.